Nè các bạn, đây là sau khi mình áp dụng ha, và bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cái cách mà mình đã tiến hành nó như thế nào để nhân giống cái lan hồ điệp của mình một cách đơn giản và hiệu quả nhất có thể cho bạn, những ai đam mê tham khảo. Nếu thích thì nhân giống những cái lan hồ điệp của mình ha. Chào các bạn yêu hoa lan, để chăm sóc những cái hồ điệp của mình thì chúng ta có rất nhiều phương pháp để giúp chúng luôn khỏe mạnh và có bộ lá thật dài và luôn xanh tốt. Đây là một cái hồ điệp mình đã trồng bằng phương pháp thủy canh được khoảng 5 ngày. Hiện tại bộ rễ vẫn đang phát triển rất mạnh. Để nhân giống những cái lan hồ điệp yêu quý của mình thì hôm nay của chúng vật mình xin chia sẻ đến các bạn một phương pháp nhân giống lan hồ điệp rất đơn giản và cực kỳ hiệu quả. Đây các bạn, đối với những cây hồ điệp đã già và không được xanh tốt thì chúng ta có thể tiến hành phương pháp nhân giống này của mình, một phương pháp cực kỳ đơn giản. Cũng như trong video lần trước mình đã chia sẻ thì mình thắt cọng dây này để kìm hãm sự phát triển của ngọn lan và ép một là cây lan chúng ta sẽ nhảy những cây con trên nách lá này, hai là nó sẽ đâm rễ giống như cây này của mình. Thì như các bạn cũng biết, đối với những cây lan hồ điệp khi chúng ta cắt ngang thân thì ở dưới những nách lá ở phía dưới đây nó sẽ lên những chồi non khác giống như cây lan hồ điệp này của mình. Mình đã tiến hành cắt ngọn được khoảng 25 ngày và một cây con đã xuất hiện. Thì phần ở thân và ở phía trên đây chúng ta sẽ đem nhân giống để có một cây lan hồ điệp mới. Và hôm nay của chúng thực mình sẽ tiến hành lại một lần nữa để chia sẻ cho các bạn một cách nhân giống rất đơn giản và cực kỳ hiệu quả mà mình đã áp dụng. Đối với những cây hồ điệp có bộ rễ mọc từ phía trên cao, chúng ta cũng có thể áp dụng phương pháp này để cho cây lan của chúng ta phát triển nhanh hơn. Khi đã được có bộ rễ như thế này rồi thì các bạn sẽ sử dụng những con dao, hoặc là tốt nhất là chúng ta nên, nếu được thì mấy bạn có một cái kìm cắt lan thì nó sẽ tốt hơn, tại vì vết cắt chúng ta đòi hỏi phải thật bén để không ảnh hưởng đến cây phần ngọn và không ảnh hưởng đến cây phần dưới. Thì hiện tại thì mình không có cái kìm cắt lan nhưng mình sẽ sử dụng một con dao. Đây các bạn, khi các bạn cắt thì nói chung là mấy bạn cố gắng giữ cái thân nó thật là chắc và dùng một con dao tránh ảnh hưởng tới cái rễ này nha các bạn, mà xoay theo cái hướng mà đừng lỡ mà nó xẹt mạnh tay quá thì nó đứt tới cái rễ đó thì nó không tốt ha. Mấy bạn cái này mình không có cái kìm thì nó hơi khó xíu. Nếu bạn có cái kìm mà chăm sóc lan nó dễ lắm, nó rất là bén. Đây, hình quá. Nhưng mà không sao ha. Đây, cọng dây mà mình đã cố tình siết chặt vào nó bị phết vô cái lá tí xíu và nó đã kích thích cái rễ lan của chúng ta đâm ra. Khi đã cắt ra được như thế này rồi thì các bạn sẽ đem rửa cái phần ngọn này, cái phần lá này cho thật là sạch để giúp cây loại bỏ những bụi bẩn và giúp cây quang hợp tốt hơn, kích thích dễ đâm ra. Nên các bạn, sau khi mình rửa sạch thì chúng ta sẽ lau thật là khô cái phần mà chỗ vết cắt này ha, và chúng ta sẽ không tưới nước. Nếu mà mấy bạn có keo liền sẹo thì mấy bạn bôi vào đây, hoặc là mấy bạn nhỏ sáp đèn cày vào đây vẫn được, cái chỗ vết cắt này nữa bạn và cái thân này luôn ha.
Thì nếu mà mấy bạn không có keo làm sẹo hoặc là không xử lý, tốt nhất là mấy bạn lấy tí xíu oxy già chia lên đây ha, hoặc là không xử lý luôn vẫn được. Thì nếu mà không xử lý thì mấy bạn hạn chế tưới nước, sẽ không tưới nước vào cái cành lan này của mình khoảng 4 đến 5 ngày để cho cái chỗ vết cắt này nè nó liền hẳn lại. Lúc đó chúng ta sẽ đem trồng. Và ở trên đây vẫn vậy nha bạn, nếu mà cái cây này nếu mà mấy bạn muốn tưới thì bạn xịt khéo khéo xíu, xịt cái phần dưới rễ thôi, không cho nó ướt cái phần trên đây, tại vì ướt phần trên đây là nó sẽ bị hói cái phần ngọn này. Do mình không có cây đường sẹo thì mình sẽ dùng một ít sáp điện cày để mà xử lý cái chỗ cái vết cắt đó, để cho nó nhằm mục đích không làm hói cây lan của chúng ta. Mấy bạn cố gắng nhỏ khéo khéo tí xíu nha, tránh nhỏ vô cái rễ của nó sẽ làm cho cây lan của chúng ta nó bị hư cái chỗ rễ. Mà cái rễ mỗi lần mấy bạn thì cũng biết rồi, cái cây lan mà nó ra, muốn nó ra rễ thì rất là khó và lâu nữa. Đây các bạn, thì mình sẽ nhỏ vào phần phần ngọn và cái phần thân ở trên đây luôn ha. Đây thì mấy bạn sử dụng một cái ly thủy tinh hoặc là những cái cốc gì cũng được, miễn sao mà nó mấy bạn nhìn được vào phía bên trong, nhìn được cái bầu rễ của nó và nhìn được cái mực nước của nó là được ha. Các bạn sẽ cho một ít nước, nước lọc bình thường thôi nha các bạn, và cho cái cây của chúng ta vào đây, cho cái mực nước vừa chạm tới nhú của cái đầu rễ này ha. Đây, vừa chạm tới cái nhú của cái đầu rễ thôi, đừng cho ngập tới cái gốc này nha bạn, ngập tới gốc này là cây lan của chúng ta sẽ bị hói luôn ha. Đấy, các bạn có thể cho vừa vừa chạm đáy tới khoảng tí xíu là được. Và mỗi ngày thì chúng ta có thể quan sát được cái bộ rễ này và có thể chăm thêm nước khi nước dịt xuống. Và mình lưu ý mấy bạn, khi mà chúng ta để như thế này rồi thì chúng ta sẽ để vào nơi mát tuyệt đối ha, nơi mát tuyệt đối, không để ra ngoài ánh nắng nha bạn. Khi mà bộ rễ nó phát triển thật là mạnh rồi á, với cái phần dưới đây nó đã liền hẳn rồi á, thì chúng ta phải đem ra trồng lại bình thường. Và còn cái phần thân này, cái phần gốc này thì như lúc nãy mình cũng đã có nói là mấy bạn sẽ treo lên trên nơi, nơi treo về vị trí cũ khoảng 2 ngày thì bạn có thể chăm sóc lại bình thường, tưới nước lại bình thường ha. Rồi thì cột sống mực mình cũng xin chia sẻ tí xíu một cái phương pháp nhân chống lan hồ điệp từ thân rất đơn giản và dễ thực hiện. Thì nếu bạn thấy hay và hợp lý thì hãy đăng ký kênh ủng hộ mình, để khoảng 10 ngày nửa tháng nữa khi mà cái ngọn cây lan hồ điệp này nó ra rễ nhiều rồi á, mình sẽ tiến hành mình quay lại một video ngắn tiếp để chia sẻ cho các bạn cái nó có hiệu quả hay là không, là cái thứ nhất. Cái hai là cũng sẽ chia sẻ cái phương pháp mình trồng nó như thế nào để giúp cho cây lan nó phát triển thật là nhanh và luôn xanh tốt như thế này như những cây bên đây của mình. Rồi, cô chú Hoàng Minh xin chào tạm biệt các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Chào tạm biệt các bạn.